Đây có thể là cậu bé may mắn nhất thế giới và 10 khoảnh khắc bạn không thể tin được. May mắn đối với một số người có thể là việc sở hữu một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống, là tìm lại được món đồ đã mất, có thêm được bạn mới, hay đơn giản chỉ là đập được quả trứng gà với hai lòng đỏ. Hay đối với cậu bé này chính là việc may làm sao khi con hổ lao vào cậu bé thì bị tấm kính cường lực cản lại. Cùng Top Bí Ẩn xem 10 khoảnh khắc kinh ngạc mà bạn không thể tin được để xem may mắn của mỗi người là như thế nào nhé. Mình là Đăng Dương, chào mừng các bạn đã đến với Top Bí Ẩn. 1. Đười ươi cưa gỗ. Là loài động vật giống con người, những con đười ươi rất thông minh. Đây là loài linh trưởng được xem là một trong những loài thông minh nhất trong các loài động vật. Có những con đười ươi học cách sử dụng máy tính bảng iPad để nhận biết các bộ phận trên cơ thể và thức ăn. Hay như con đười ươi này biết bắt chước robot đười ươi để ngồi cưa cây đấy. Trong video, con đười ươi cái thực hiện động tác dùng tay cưa nhánh cây thanh thục như con người, khiến nhiều người xem thích thú. Thậm chí, thỉnh thoảng nó còn biết thổi cá mùng ở vết cưa đi để việc cưa được dễ dàng hơn. 2. Hổ vồ kính. Ngày 22 tháng 12 năm 2019, một người đàn ông đã đăng tải lên mạng xã hội một video khá thú vị. Trong video, một con hổ ở Siberia bộc phát bản năng săn mồi khi phát hiện cậu bé đứng tạo dáng chụp bản ngay trước chuồng của mình. May cho cậu bé, giữa cậu và con vật được mệnh danh là chú Sơn Lâm còn có một lớp kính dày để ngăn cách. Sự việc như một lời cảnh báo cho những khách tham quan có ý định đến gần động vật săn mồi để chụp ảnh tại sở thú. Những cảnh quay ghi lại được cho thấy con hổ đã để ý Sion từ xa và nó từ từ tiếp cận và bất ngờ lao tới khi Sion quay lưng về phía con vật. Hành động đã cho thấy bản năng săn mồi tự nhiên của loài hổ. 3. Tinh tinh đu dây điện. Cuối năm 2019, Cha Cha, một con tinh tinh sống chuồng ở Nhật Bản, đã kích động đến mức leo lên cột điện và đu dây điện khiến nhiều người dân hoảng hốt. Được biết, Cha Cha đã trốn thoát khỏi sở thú bằng kỹ năng thuần thục và trí thông minh của mình. Tuy nhiên, khi ra ngoài khu dân cư, chú tinh tinh ngỗ nghịch này trở nên điên cuồng, leo lên cột điện gây nguy hiểm cho chính mình và các hộ dân xung quanh. Nhận được tin cấp báo, lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án giải cứu. Khi xe cẩu đưa các nhân viên cứu hộ lên cao, tiếp cận với Cha Cha, chú tinh tinh hung dữ tỏ ra bất hợp tác, liên tục gào thét xua đuổi con người, thế là nó bị ăn cho một phát gây mê và bị gô về sở thú. 4. Múa lửa với sư tử. CNN dẫn thông báo của cảnh sát New York cho biết họ đã bắt Muo Chai, 30 tuổi vào ngày 6 tháng 11 với hai cáo buộc xâm phạm sau khi người phụ nữ này vào hồi cuối tháng 9 đã trèo vào chuồng hươu cao cổ và sư tử ở sở thú Brown. Vào thời điểm đó, đoạn video Outrai nhảy trong chuồng sư tử đã được một vị khách tham quan khác đăng lên mạng xã hội. Outrai đã trèo qua hàng rào gỗ vào ngày xảy ra vụ việc, sau đó vẫy tay và nhảy múa trước mặt con vật ăn thịt. Trong đoạn video, con sư tử dường như tỏ ra rất bất ngờ và người phụ nữ không tỏ ra sợ sệt. Dù con thú tiến vài bước lại gần cô, tầm này thì còng đầu vội, chứ tự dưng nhảy vào hù sư tử, nghĩ cuộc sống tẻ nhạt quá nên làm màu tí gì. 5. Cánh cụt đi bụi. Mới đây, một đoạn video ngắn về bè lũ chim cánh cụt trong vườn thú đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, khiến nhiều người cười ra nước mắt. Chẳng là vì quá buồn chán nên các chú chim cánh cụt tại sở thú Ordes, Đan Mạch đã cùng nhau lập mưu tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Hôm đó, khi người lao công đến dọn dẹp chuồng cho bầy cánh cụt, những chú chim cánh cụt này đã lợi dụng sơ hở nhanh chóng rời khỏi căn phòng thoát ra bên ngoài. Thế nhưng bất hạnh thay, với sức nặng quá khổ, những dấu chân của chúng in sâu trên tuyết khiến chúng nhanh chóng bị tóm gọn trở lại. Có lẽ các chú cánh cụt này là fan trung thành của hoạt hình những chú chim cánh cụt đến từ Madagascar. 6. Mẹ nuôi của hổ. Trong cuộc sống thì chúng ta thường thấy chó nuôi hộ con của sói, hay là hổ nuôi hộ con của sư tử, hay là báo, nhưng chắc chưa ai thấy đười ươi nuôi hộ con của hổ đâu nhỉ. Chú đười ươi được Sirius tại khu bảo tồn Myrtle Beach Safari ở Nam California đã hết lòng yêu thương chăm sóc cho bốn chú hổ con như một người mẹ thực thụ. Khi nhìn thấy các nhân viên trong khu bảo tồn chăm sóc hổ con, bản năng làm mẹ của Sirius trỗi dậy và chú đười ươi được này bắt đầu bắt chước các hành động chăm sóc quan tâm đó. Sirius bế ẵm cho các con uống sữa và sẵn sàng để các con trèo lên người mình vui đùa. Mà mấy chú hổ con cũng rất thích bà mẹ rậm lông này của mình lắm. 7. Hổ quạo. Chuyện các nhân viên vườn thú thân thiết với các loài động vật trong đó thì rất là bình thường. Nhưng ở trong video này thì chú hổ rõ ràng đã thân thiết với hai anh nhân viên tới mức để cho một người nắm đuôi mình, còn một người thì vừa quay vừa vuốt ve mình. Trong video có vẻ như chú hổ này đang quạo, nên khi nhìn anh chàng nhân viên kia nắm đuôi thì chú ta lại quay gầm gừ nhưng cũng không làm gì cả. Còn anh chàng quay phim thì cười liên tục đi theo chú hổ đang quạo quạo mà cố vuốt lông để an ủi chú ta. Ấy thế mà chú ta lại ngoảnh mặt đi luôn, chẳng thèm nhìn tới. Ai bảo người ta đang khó chịu rồi còn chọc ghẹo làm gì. 8. Vua cánh cụt. Vào năm 1996, kênh truyền hình Real TV đã thực hiện một bộ phim tài liệu ngắn về chú chim cánh cụt có tên là Lala, lúc này khoảng 10 tuổi, sống trong một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản. Bộ phim tài liệu cho biết Lala bị mắc kẹt trong lưới đánh cá của ngư dân. Gia đình ông Nishimoto và bà Yukio chứng kiến nên đã đưa nó về chữa trị và đặt tên cho nó là Lala. Lala không muốn rời xa gia đình này nên họ quyết định nhận nuôi chú chim. Chú ta có cả một căn phòng với máy lạnh bập 24/7, được sắm cho cái ba lô để tự đi mua cá, sáng dậy sớm có đồ ăn, rồi tối lại về tung tăng chơi với gia đình ông bà. Lala là loài chim cánh cụt vua, mà đúng là giống y chang như mùa thật ý. 9. Khá lửng vượt ngục. Và danh hiệu thiên tài vượt ngục của thế giới động vật không ai khác thuộc về khá lửng Stoffel, chấp hết tất cả mọi loại cửa, chuồng, phòng các kiểu, thậm chí là còn phá cửa chuồng vào hành hung sư tử luôn. Dăm ba con chua tể sơn lâm, Stoffel xử lý những con vịt nhỏ hay những chú thỏ đáng yêu, thậm chí nó còn hành hung cả một con đại bàng hung dữ. Cuối cùng, người ta buộc phải xây một khu chuồng nhỏ với cái tên Honey Badger on Culture. Nơi này có rào bao quanh bằng tường gạch.
Tuy vậy, nó sẽ nghĩ ra những cách khác như đào đất, xếp gạch chồng lên nhau hay kiếm một cành cây cứng và dài để làm thang vượt ngục. 10. Đười ươi hút thuốc. Đây là hình ảnh khiến cộng đồng mạng lẫn người yêu động vật phải phẫn nộ trong một thời gian dài. Một người đàn ông trẻ ném đứa thuốc cháy dở vào chuồng nuôi linh trưởng trong vườn thú Bandung ở Indonesia ngày 4 tháng 3 năm 2018. Con đười ươi Borneo màu nâu đỏ tên Ozone nhanh chóng nhặt ngay đứa thuốc, sau đó ngồi trên nền cỏ với đứa thuốc trong miệng và phì phèo thở ra từng vòng khói. Bandung thường được gọi là vườn thú tử thần bởi điều kiện vệ sinh kém và cách đối xử với động vật đáng báo động. Ozone không phải là con đười ươi duy nhất hút thuốc ở Indonesia. Vào năm 2012, một con đười ươi 15 tuổi tên Tori buộc phải chuyển đi do khách tham quan liên tục ném thuốc lá cho nó để chụp ảnh và ghi hình nó hút thuốc. Các bạn thấy đó, những khoảnh khắc này không dễ dàng gì mà thấy được. Có những khoảnh khắc rất là buồn cười nhưng cũng có cái vô cùng là nguy hiểm. Và dĩ nhiên là chúng ta không phải ai cũng may mắn như cậu bé ở video trên. Và có những khoảnh khắc nào mà bất ngờ không kém mà Top Bí Ẩn chưa liệt kê ra thì các bạn hãy bổ sung cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì video đã kết thúc. Các bạn đừng quên like, share và comment. Cùng với đó là subscribe và bấm chuông cho kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.